văn học của em thì có từ năm cấp 1 ạ. Và em cảm thấy rất là vui khi được học tập trải nghiệm môn văn, bởi vì là mình được hòa mình vào từng trang văn, được cảm nhận số phận của nhân vật trong các tác phẩm, và được từ đó mà sống tốt hơn và biết yêu thương, chia sẻ với mọi người ạ. Giàng An Bình, cô học trò có niềm đam mê đặc biệt với văn học, là học sinh đạt giải cao nhất môn ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở vừa qua. Vẻ đẹp và ý nghĩa đích thực của văn chương đã khiến An Bình yêu thích, và em đã truyền tải trọn vẹn ý nghĩa đó vào bài thi của mình khi đề thi yêu cầu làm sáng tỏ ý kiến văn học mang lại niềm vui trong sáng, nuôi dưỡng tình cảm thẩm mỹ cho con người trước vẻ đẹp của cuộc sống. Khi mà đọc đề thi thì em cũng đã hướng đầu tiên là nó sẽ bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống, và từ hiện thực cuộc sống đấy mà từng tác phẩm văn chương tác động đến thế giới tâm hồn tinh thần của con người và khiến cho con người sống tốt đẹp hơn, nhìn nhận lại chính mình, nhận ra cái đúng cái sai ở đời và phát hiện ra bản thân mình đang có ưu điểm, khuyết điểm ở đâu để khắc phục, sửa lỗi và mình tiếp tục phát huy. Khi đó thì chính là lúc mà văn học thực hiện được chức năng thẩm mỹ của mình, là hướng con người tới cái đẹp, hướng tới chân thiện mỹ ạ. Đạt 17 trên 20 điểm tại kỳ thi, dù chưa phải là điểm tuyệt đối, nhưng đối với An Bình, điểm số đó ghi nhận sự cố gắng không ngừng nghỉ của em, cũng là minh chứng cho tình yêu và đam mê mà em dành cho môn học này. Sự chăm chỉ là bí quyết để An Bình học giỏi môn văn. Không chỉ nắm bắt tốt kiến thức mà giáo viên truyền đạt trên lớp, em đã tự rèn luyện qua từng ngày, dành nhiều thời gian đọc sách để trau dồi kiến thức, vốn ngôn từ, lối tư duy. Điều thích thú cuốn hút nhất khi học văn đối với An Bình là phần nghị luận xã hội. Ở đây, em được nêu ý kiến, bày tỏ quan điểm, cách nhìn đa chiều về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Khi nghị luận xã hội thì mình có thể thể hiện được cái cách viết của mình về vốn sống của mình. Tuy là còn khá là bé nhưng mà em vẫn có thể áp dụng được những cái kiến thức hoặc là đưa những cái lời khuyên của người lớn vào để có thể làm cho bài văn của mình sáng tốt hơn ạ. Dạng bài nghị luận xã hội An Bình viết rất là tốt, bởi vì là em rất là tích cực, rất là chăm chỉ. Đấy, xem thời sự, rồi là tìm tòi những cái thông tin, rồi là những cái dẫn chứng mới. Không chỉ tìm được những cái tấm gương tiêu biểu có lối sống đẹp, có hành động đẹp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, mà An Bình còn tìm được những cái hiện tượng đáng chê, đáng phê phán trong xã hội để em đưa vào cái luận điểm phản đề của em, và khiến cho cái bài viết của em khá là sâu sắc, có cái nhìn toàn diện nhiều chiều về cái bức tranh cuộc sống. Ước mơ của An Bình là trở thành một chiến sĩ công an theo truyền thống của gia đình. Và mục tiêu trước mắt của em là trở thành học sinh lớp chuyên văn của trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai. Bởi thế mà An Bình luôn sắp xếp thời gian hợp lý cho môn văn và học tốt những môn còn lại. Những năm học vừa qua, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, tham gia nhiều hoạt động của lớp, của trường, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ các bạn trong học tập. Bạn là một người rất là có trách nhiệm và học tập rất là chăm chỉ. Bạn hoàn thiện được những cái công việc mà của lớp mặc dù rất là nhiều, nhưng mà bạn vẫn cân bằng được thời gian để vừa học môn chính của mình và vừa hoàn thiện được các môn khác rất là tốt ạ. Và em là một lớp trưởng và được các bạn rất là tin cậy và gương mẫu trong tất cả các hoạt động của lớp cũng như của trường. Ví dụ như là em tham gia tất cả các cuộc thi của nhà trường, nghiên cứu khoa học em cũng đạt giải này, rồi các cái cuộc thi khác thì em đều đạt giải và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của một lớp trưởng và cũng là một học sinh rất là xuất sắc. Đọc nhiều, hiểu nhiều nên An Bình biết rằng chỉ có học mới đem lại một tương lai tươi sáng, và những thành tích đạt được hôm nay chỉ là dấu mốc đánh dấu sự nỗ lực trên hành trình hướng tới tương lai. Bởi thế mà An Bình vẫn đang nỗ lực cố gắng hơn nữa trong học tập và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê văn học của mình.